hùng rô nào. Nội quy ăn nhậu đậm chất nhân văn. Điều 1, ăn nhậu là phải biết chờ mồi, đừng la ó hối thúc, tội bếp. Điều 2, nhân viên phục vụ phải biết nhanh nhẹn, lên món đều đều, đừng để cám treo mà để heo nhịn đói, tội khách. Điều 3, trong khi nhậu, anh chị phải nhẹ nhàng nhắc nhở nhân viên phục vụ, hạn chế la mắng quá tháo, tội tiếp viên. Điều 4, quán chật chội, vui lòng gọi điện thoại trước khi đến, ngồi đúng chỗ quy định, tránh lãng phí không gian, tội người đến sau. Điều 5, nhậu vui vẻ, nói chuyện khẽ khàng, nhất là lúc về đêm, tội hàng xóm. Điều 6, tàn cuộc nhậu, thanh toán đầy đủ, bo cũng được, không bo coi chừng bị nhắc, đừng trả giá càng cửa, tội chủ quán. Điều 7, ăn tới đâu kêu tới đó, uống tới đâu khui tới đó, hạn chế lãng phí tối đa, tội túi tiền. Điều 8, nhậu về nhà, xây giấc nồng cho xong giấc này, tuyệt đối không gây gỗ la mắng đánh đập, tội vợ con. Điều 9, nhậu hết nổi thì nghỉ, nói không với hiện tượng, cười ra sản phẩm, tội lao công. Điều 10, nhậu chung bàn thì phải tuân theo chủ nghĩa Campuchia, đừng âm thầm về trước, tội thằng ở lại. Phụ lục: ăn nhậu mà nội quy ràng buộc đủ thứ, tội mấy thằng nhậu. Không lo kiếm tiền, ngồi soạn nội quy ăn nhậu, vợ mà phát hiện, tội thằng hùng rô. Chồng là gì, bạn biết chưa? Nhà nữ hóa học khẳng định chồng là một dạng vật chất không bao giờ đi mất, mà chỉ chuyển từ người phụ nữ này sang người phụ nữ khác. Nhà nữ sinh vật học phát hiện chồng là loài bò sát năm chân thích nhún. Nhà nữ vật lý học phát biểu chồng chịu ảnh hưởng rất lớn của lực vạn vật hấp dẫn, khi đi xa thì hút, khi gần thì đẩy lia lịa. Nữ thiết kế thời trang ngắn hầm chồng như một bộ áo váy lỗi thời mà đi đâu cũng phải mặc, nhưng hở ra là chị em hàng xóm mượn ngay. Nữ khảo cổ học nhận định chồng là đồ cổ ít có giá trị với vợ, nhưng với người khác lại là vô giá. Nữ bác sĩ khuyến cáo chồng là loại vi khuẩn lờn thuốc khó chữa. Nữ nhân viên ngân hàng cảnh báo chồng là chuyên gia vay nợ nóng nhưng không có khả năng chi trả. Nữ ca sĩ Gen Z chồng là bài hát chán òm, đã vầy tông lại cao, phải gào lên liên tục. Chị nông dân hào hứng chồng là lúa giống, nếu không nhanh tay xạ ruộng thì sẽ có nguy cơ bị hàng xóm mượn giống. Wow! Em xã viên nông trại ngậm nghĩ chồng như con gà trống, sẵn sàng đạp bất kỳ con gà mái nào tới gần, không quản già trẻ đẹp xấu. Tí đói. Mới sáng sớm, tí thấy đói, tí bước rón rén xuống bếp, kiếm chút cháo, hết cháo, tí ngó giáo giác, kiếm. À, khúc bánh tét, tí mới bắt ghế nhón gót bốc bánh. Ghế méo, tí té bánh rớt xuống đất, bánh tét dính đất cát quá xá. Tí đứng ngó cứ thấy tiếc, mới cúi xuống bóc miếng bánh dưới đất. Tí bóc hết mấy phút, mới hết mấy khúc cát đất đá. Ói ác, miếng bánh có chút xíu. Tí cắn cái muốn hết miếng bánh, ức quá, tí đã khóc thút thít. Ba tí thay thế, mới xe gói cháo cá, nấu cắp tóc cứu đói, cháo chín, khói trắng bốc lúp xúp. Tí thay thế mới nói với má, cháo cá béo quá hén ngát.
Tí kéo ghế trúng chén cháo rớt xuống đất. Chắc đói quá, Tí mới lóc chóc đến thế. Chú cuốn trắng đứng kế, tớ liếm liếm. Tí tức tối quá, hét lớn, cút, cút. Hét tới đó, Tí khóc lớn, hít, hít, hít. Chồng ơi, để đo nhiệt độ ấy, thì người ta dùng nhiệt kế. Để đo cường độ dòng điện, người ta dùng ampe kế. Để đo hiệu điện thế, dùng vôn kế. Để đo sự bền vững của con tim khối óc người đàn ông, thì người ta dùng mỹ nhân kế. Thế còn để đo sức khỏe của chồng, thì phải dùng gì hả chồng? Anh chồng, để đo sức khỏe của anh, thì phải dùng vợ kế. Một linh mục quá mệt mỏi về các giáo dân cứ đến thú tội ngoại tình của họ. Trong một buổi giảng đạo, linh mục nói: Nếu tôi còn nghe thấy một ai nữa thú tội về việc ngoại tình, tôi sẽ không làm linh mục nữa. Mọi người rất yêu mến vị linh mục, nên họ sẽ quyết định không nói đến từ ngoại tình nữa, mà thay một từ khác chỉ có họ mới biết với nhau. Đó là người nào lỡ phạm tội ngoại tình thì khi xưng tội sẽ nói là bị vấp ngã. Mọi việc sau đó đều tốt đẹp cho đến ngày vị linh mục qua đời. Một linh mục mới về thay cũng là một người rất đáng kính, và giáo dân vẫn có thói quen cầu thú tội cũ, đó là vấp ngã. Khoảng một tuần sau thì vị linh mục mới gặp vị thị trưởng, tỏ vẻ rất lo lắng. Vị linh mục nói: Ông thị trưởng này, ông phải cho sửa chữa lại đường xá trong thị trấn mới được. Khi các giáo dân của tôi đến xưng tội, họ luôn nói về cái việc bị vấp ngã. Ông thị trưởng phá lên cười. Vị linh mục bực tức nói: Tôi không hiểu vì sao ông có thể cười được. Ông cười cái gì? Ông có biết không? Tuần nay chính vợ ông đã vấp ngã 3 lần rồi đấy. Bà mẹ nói với cô con gái: Mẹ là mẹ không vừa lòng cho con lấy thằng Hùng chút nào đâu. Nhưng mà mẹ ơi, con đã nỡ trao cái quý giá nhất đời mình cho anh Hùng rồi. Sau khi ngắm nghía một hồi, bà mẹ thốt lên: Ôi, mẹ hết cả hồn. Mẹ cứ tưởng cái dây chuyền một cây mẹ cho con mất rồi cơ. Hóa ra vẫn còn. Say what? Một cụ già lấy được một cô vợ xinh đẹp, trong lòng mãn nguyện lắm. Và khoảng vài tháng sau thì cô vợ có thai. Hàng xóm xì xào dị nghị: Chắc là ông ta bị cắm sừng rồi. Một người khác nói: Súng làm gì có đạn, chắc là người khác bắn hộ thôi. Có người khác lại nói: Tôi thì tôi không tin đâu. Một lần ông già gặp bác sĩ thân quen và hỏi: Thưa bác sĩ, vợ tôi có tin vui. Ông bác sĩ suy nghĩ một hồi rồi nói: Thưa cụ, tôi sẽ kể cho cụ nghe một câu chuyện 100% có thật. Có một nhà bác học đáng trí nhưng mà rất thích đi săn. Một hôm, thay vì việc mang súng vào rừng, ông ta lại cầm nhầm chiếc ô. Đang đi trong rừng thì gặp con hổ từ trong bụi nhảy xó ra. Vị bác học liền rút cái ô ra bắn chết con hổ. Ngay lập tức cụ già nhảy cẫng lên: Nope. Tôi không tin, tôi không tin. Chắc là phải có người ở đâu đó bắn hổ anh ta. Vâng, thưa cụ, chắc chắn phải có người bắn hộ. Cà gì hai hộp bạn ơi. Cà phê. Chỉ có một hộp ta kêu cà gì. Cà na. Còn cà không hột tên chi. Cà rốt. Cà mà bốc khói cà gì anh em. Cà trem. Khó nói thật sự đó là cà gì.
cà lăm. Cà mà chậm chạp chẳng xong việc gì. Cà rề cà rà. Còn cà bị mắng suốt ngày là chi. Cà chớn. Cà gì nghiêm túc thiếu nhiều. Cà rỡn. Cà gì tên gọi đi đùng ầm vang. Cà pháo. Nhăn mày nhíu mặt gọi thầm cà chi. Cà chua. Thơm ngon ăn với bánh mì. Cà ri. Cà gì không yên một chỗ bao giờ ai ơi. Cà tưng. Cà gì vào miệng cây xè. Cà lù là cù là. Kính thưa quý vị, chắc hẳn ai trong chúng ta ít nhất cũng đã được một lần bà mẹ, à không, bà hay mẹ kể cho nghe câu chuyện sọ dừa. Trong những buổi trưa hè oi hả, với cái mát dịu từ chiếc quạt tai phe phẩy, để chúng ta đi sâu vào giấc ngủ thần tiên của tuổi thơ. Nhưng hôm nay, Hùng Rô Tiếng Ngẫu giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn một phiên bản sọ dừa hoàn toàn mới mẻ. Và bây giờ, mời tất cả quý vị và các bạn cùng thưởng thức sọ dừa, nhạc Trần Tiến, lời Nguyễn Mạnh Hùng, với tiếng hát của nam ca sĩ nhạc chế Hùng Rô. Trẻ con trong xóm bên thấy nó
sứ thần nhà vua qua. Tìm người khắp bốn phương trong giặc Tây, chưa vương phải đứng lên bóng biên thành chàng trái oai phong. Vừa sinh ra trong giặc tan đã lâu, không thấy vừa về thăm quê. Để chi tôi ngóng trông mắng lệ nhoa, vườn dừa trong xác xơ có cái gao dừa đồng chút nước mưa. Chỉ lại uống nước gao dừa, chỉ tôi trông thế thôi, nhưng vâng liều không ngán gì ai.